Tiếp theo Ngọc sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái bài tập để mà giúp con chó chúng ta xả năng lượng ha, và giúp cho con chó chúng ta nó luyện tập cái các cái cơ chân cơ bụng ha. Đó là chúng ta chỉ cần dùng một cái nhánh cây tươi chúng ta nhứ để con chó chúng ta nó nhảy theo, nó đuổi theo. Chúng ta không thể nào bắt con chó nó nhảy liên tục cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ nha. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15-20 phút mà thôi. Mục đích là để cho con chó chúng ta nó sẽ nhảy nhót và nó đáp xuống, thì cái khớp, cái cơ cũng cơ bụng của nó sẽ được luyện tập một xíu và nó xả năng lượng ha. Yeah.